đẹp cho mem cùng búp bê Baby Alive, bé Cherry tiểu thư cùng với máy xay sinh tố thần kỳ. Đầu tiên, cho bột vào máy xay sinh tố, bé nhớ cho nước vào máy xay. Tiếp theo, ấn nắp xay sinh tố để hòa tan bột và nước nha. Xong rồi, đổ ra bình cho bé Cherry mâm mâm thôi. Với mái tóc siêu óng ánh và đi kèm các phụ kiện xinh xắn, các bé còn có thể chải và búi tóc tùy thích cho Cherry thêm đẹp nữa. Baby Alive, bé Cherry tiểu thư giảm 35% này chỉ còn 766.000 đồng. Sản phẩm hiện đã có bán tại các cửa hàng My Kingdom trên toàn quốc. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.